Chùa Tây Phương quy tụ những kiệt tác điêu khắc Phật giáo Việt Nam thế kỷ 18. Từ năm 1990, chùa được đại tu một lần, đến nay chưa được tu bổ thêm lần nào. Chính vì vậy, chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong quần thể ba chùa Thượng, Trung, Hạ tách biệt, đứng song song thành hình chữ Tam, một phần mái ngói của chùa Hạ đã xô lệch, bị thấm rột mỗi khi có mưa lớn. Nhiều cột trụ bị mối đục, ăn mòn từ chân đế lên các điểm nối giữa xà và cột gỗ. Mặc dù ni sư Thích Đàm Thủy đã dùng nhiều biện pháp xử lý mối mọt, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Chùa Hạ đây là trụt hết mái, ngói là trụt hết xuống rồi. Đây như cái góc chỗ này nó trụt xuống. Tôi thấy cũng rất là nhiều lần đệ đơn lên để nhà nước chăm sóc. Điều đáng lo ngại, hệ thống pho tượng cổ của chùa đang bị xâm hại nặng bởi thời tiết và nhiều nguyên nhân khác. Chân đế một số bức tượng đã bong gãy phần gỗ, bị mối đục loang lổ. Trên gương mặt và phần thân của nhiều tượng cổ đã bong chóc lớp sơn son. Các bức tượng thì nó long lở ra thì thầy cũng chỉ muốn là làm thế nào để tô lý lại cho nó, cho pho tượng cho nó trang nghiêm. Chùa Tây Phương cũng đã có những cái xuống cấp, ví dụ như về mái, như về gỗ cũng có những phần xuống cấp. Thì cái vấn đề này thì huyện chúng tôi cũng đã có kế hoạch và đã có văn bản trình thành phố. Thế và tới đây thì chúng tôi cũng đã theo cái kế hoạch và trình thành phố thì chúng tôi sẽ tu sửa tổng thể và vẫn giữ nguyên nét cổ kính của chùa, vì đây là chùa là nét độc đáo của quê hương Thạch Thất. Trước sự bào mòn của thời gian, việc nhanh chóng trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử là việc làm cần thiết. Song làm thế nào để cứu các di sản đang xuống cấp, phục chế và trả lại đúng với giá trị kiến trúc lịch sử văn hóa ban đầu cũng là một điều đáng lưu ý.